Kiếm được một anh thợ xây chứ các bạn, thợ xây cũng người địa phương trong này, anh cũng hay xây những cái nhà từ thiện trong này, cho nên là thể theo yêu cầu của nhiều ân nhân với mạnh thường quân đấy, anh cũng đến gia đình họ nói chuyện họ một tí làm sao, mời chú bác nha. Đây gia đình họ đây đòi bác này. Hai mấy đứa bé này. Gì đây, đang làm gì đây? Là cái gạo đồ đây. À em bỏ lên giường cho anh chị đi. Rồi, à bỏ đây. Trong này nhà mình có sửa cái máy chỗ này lại rồi em. À bỏ cái vắt này ra rồi. Đây. Đây bỏ cái bát ra rồi, kê cái bàn học ở đây rồi. Này con em luôn à? Ồ kia nữa, bé chưa liền liền nhau chưa cái bác? À có bắn. Bác Phong ơi, bác Phong ấy đi xong bác Phong có lấy bắn ra tí không? Tin. Đây anh ơi, anh coi sơ cái diện tích này coi anh chẳng. Coi nó sao rồi ra. Quên có mang cái thước ấy anh chẳng. Vỗ tay. Đấy. Anh ạ, chiều 4 chiều 6 à. À vâng. Rồi, vào đây tí, anh lại đi chơi tí anh kìa. Nha mọi người, anh đến, anh có mua cho em hơi chút gạo này. Tại thấy nhà em ở chắc ở xa chợ ở đây ấy. Nên mua cho em 2 bao gạo này có 50 ký á, với thùng sữa cho cháu nha. Anh chị ạ,
là Khánh thì nói đúng ra thì Khánh chỉ đi hay đi vòng vòng giúp mấy hoàn cảnh khó khăn chút vậy đây. Nhưng mà tại vì quay phim của gia đình anh chị đây thì các mạnh thường quân cũng có nhã ý là muốn gửi về chút tiền để nhờ anh sửa lại giúp gia đình anh quay cái tôn lại cho nó mới này, cái nó hỏi lặng léo đấy anh, sửa lại cái nhà một chút. Mà thực sự là bây giờ cũng muốn gặp anh để hỏi ý anh coi làm sao ấy. Thì cái số tiền mà các mạnh thường quân gửi về cho Khánh ấy thì hiện nay thì nó đúng ra là muốn xây nhà mới thì cũng không nổi. Tại vì có anh thợ xây, anh tính đây rồi là xây một cái nhà ăn. Nếu cái nhà chiều 46 mét vậy thì nó bé quá nhỉ? Bé. Thường là phải xây cái nhà tình thương là như anh thấy là phải mấy anh nhỉ? Ở đây họ nếu mà nhỏ lắm thì phải được 48. Nếu mà nhỏ lắm là phải 48 mà với điều kiện vật giá nó tăng như bây giờ ấy thì xây một cái nhà mà diện tích 48 là cỡ bao nhiêu tiền anh nhỉ? Nếu mà mình xây không với cái nền này thì mình giữ nguyên thì nó sẽ chi phí nó thấp đi, còn nếu mà cái nền mà nâng lên đó thì nó chi phí lại cao. Nếu mà xây không ấy em là xây không mà chỉ làm nền để thấp như vậy, làm nền luôn rồi xây lên thôi ấy thì cỡ bao nhiêu anh dọc? 48 ấy, tức là dài như thế này 2 mét dọc. Ướm thôi, không cần chính xác lắm, chính xác thì đây mình vào xây tô thì nếu mà mình để vậy xây tô thì nó khoảng cái tầm 5-60 triệu thôi. Xây cái tô à? Xây tô luôn. Chưa, tại vì có 48 vòng nó không có bằng nên nó nói mình là 7-7-7-4-9 nữa, mình là cái hiên nữa. Bây giờ là 48 với vậy có hiên nữa là 49 rồi. Thì ăn ướm là cỡ bao nhiêu ạ? Thì bữa mình nói từ đó thì nó khoảng nếu mà xây tô với nâng nền lên luôn thì nó khoảng cỡ tầm 70 triệu. Nâng nền được luôn. Dạ, nâng nền được luôn. Nên lên lên khoảng 80. Nâng nền lên 80 với có mái hiên 1 mét, với lại 8 mét chiều dài đấy không ạ? Dạ. Chiều ngang 4 là cỡ 70 triệu ạ? Dạ, khoảng 70 triệu. Đấy thì em ạ, là cái nhà như vậy đấy. Hôm bữa anh thấy trong kia họ xây thì có không có tô thì xây đơn giản thì cái nhà bé gì không nhỉ? Em bảo xây có 31 triệu mà dựa vào một cái tường. Nhưng mà nhà đấy em thấy như nhỏ. Thì đấy thì anh chị ạ, vậy chính thì nó khoảng 70-80 triệu mà mình cũng chưa đủ khả năng, cho nên là anh tính là hỏi hai vợ chồng em đấy. Thì các hai vợ chồng em thì đâu có điều kiện, đâu có đồng nào để phụ vào xây nhỉ? Vậy thì bây giờ ví dụ như sửa thì cái nhà này có phải chính xác không anh, là mùa mưa nó lụt không anh? Nó lụt rồi. Đúng rồi, ngập hết đúng không anh? Bây giờ phải nâng lên bao nhiêu nữa thì mới vừa? Nhưng mà tầm cỡ nâng lên thì 15-20 phân nữa mới không ngập. Chắc anh là nó tại không ngập. Tại vì cái đền này, nhà này hồi xưa giờ là không có bị. Có cái đình nhà sát bên ở dưới cái gặp ranh già bây giờ là người ta đổ đất nâng lên cái này chua này mới ngập thôi. Nhưng mà liệu nó có lập hơn 20 phân như anh nói, có khi nào nó ngập cái 40 phân là tới đây luôn không anh? Dạ không ạ, nó ngập tầm cỡ khoảng 5 phân đến 10 phân thôi. Như vậy bây giờ mình chỉ cần lên nền 50 phân là hết ngập rồi. Dạ đúng rồi. Như anh đây nói là lên 80 phân thì cũng coi như được anh dặn. Mà một cái nhà bây giờ nếu mà anh không có xin được mặn ân nhân, quý ân nhân mà có lòng thương gia đình anh chị ấy mà ủng hộ cho anh chị được, nói xin lỗi quý bác là Khánh hiện nay Khánh gom được cỡ 30-40 triệu thôi, thì nếu xây cái nhà là hết 70 triệu, tức là Khánh cứ cho là 75 triệu ra chắc ăn dọc, mình trừ hao này kia ấy. Nếu mà dư thì mai mốt biếu anh chị làm gì, nhưng mà 75 triệu thì Khánh thiếu tới Khánh còn thiếu tới coi như là 30-40 triệu nữa quý bác ạ. Đấy cho nên là nếu mà Khánh có tiền, quý ân nhân sau khi coi cuốn phim này mà các quý ân nhân hay là quý ông bà cô bác mình có lòng thương đến gia đình giúp anh chị ấy, thì xin ủng hộ giúp vào cho con để con xây anh chị cái nhà tình thương. Còn nếu mà con chờ sau khi đăng phim này lên mà một tuần ấy con không được thêm đồng nào ấy thì con có khoảng có 30 triệu ấy thì mình sẽ sửa nhà anh chị nhá. Sửa nhà thì bây giờ là mình sẽ sửa là như anh thợ xây đây là sẽ nhờ anh, ví dụ như là anh nâng nền lên cho anh có 80 phần như anh nói này, rồi đổ lại cái nền này này anh tính cỡ bao nhiêu anh chẳng. Còn cái kèo này anh này, cái này bây giờ mình để im như vậy xong mình quay tôn có được không? Mình nâng hết lên luôn được không ạ? Nâng tôn lên luôn. Nâng, ý là nâng theo cái nền đấy, bây giờ mình nâng cái nền lên gì ạ? Là mình phải nâng hết cái kèo cái cột lên luôn. Xong mình nâng lên tôn được thì vẫn được. Được không anh? Cái nhà, cái gỗ này là gỗ gì mà thế bà cũng tốt lắm hả? Dạ, cái này là cây nhành nhành. Cây nhành nhành. Dạ, nhưng mà cây nhành nhưng mà mình làm đúng thiểu cái nhành đó, mình làm xài cũng từ 15 năm trở lên. Nó bị hư. Đó không ơi. Thì cây nó cây này là nó có mục lắm. Cái nhành là nó nhưng mà nó thuộc về là hàng hiếm lắm.
Đấy, ghi ra cả. Tóm lại là nâng nền và để lại như cũ. Vâng. Là tận dụng được cái này. Vâng, như vậy là ăn nó là cái. Cái nhà này nếu mà anh xài tầm cỡ nếu mà không có chút nước, anh gọt vỏ xong rồi á. Là anh nhúng ngâm nước trong khoảng vòng nửa tháng sau. Anh xài từ 2 300 năm đến bất 30 năm không giờ. Ồ. Hay quá. Vâng. Anh nói là cây này mà bình thường là mình xài được 15 năm. Nhưng mà nếu mà mình lọt vỏ ra mình ngâm nước ấy cỡ mười mấy 20 ngày hả? Là có thể xài tới 30 năm nó không hư ghê nhỉ. Đấy bác thầy xây trong này biết cây nào không ạ? À với cây nhằn nhằn đi bác ạ, độc đáo quá. Vậy thì bây giờ ăn này thì thôi thì thực sự là Khánh ấy nói đúng ra thì cũng may có duyên với gặp chị trước ăn ạ. Có duyên ở đây thì với gặp chị. Rồi anh em mình giờ có duyên với gia đình với gặp mình. Nhưng mà thôi thì Khánh làm kênh YouTube thực sự là cũng còn nhỏ, ít người biết, nó không có nổi tiếng như những cái kênh kia. Cho nên các ân nhân thì cũng ít, ít người biết thì cũng ít ân nhân, ít mặt tường quân. Vậy thì bây giờ như anh nói là nếu mà xây một cái nhà mới chiều dài sâu hơn cái này 2 mét, chiều ngang như vậy xây sâu hơn 2 mét, có 1 mét hè luôn thì tốn cỡ 70 triệu hay hơn một chút nhỉ. Lúc đấy mình tính kỹ hơn là vậy. Còn bây giờ Khánh mới có 3 mấy triệu thôi thì có thể chuyển qua kế hoạch là nếu mà Khánh không nhận thêm được quý ân nhân ủng hộ cho gia đình ấy thì cái sửa. Bây giờ anh thợ xây tin giúp em mình là nâng lên đến 80 mà để như vậy này, anh này để khuôn như vậy luôn đi thì gọi là nhỉ. Mình khỏi cần cho dài thì nó có khuôn nhà vậy rồi á. À thì anh tính giúp cho mình nền. Làm móng với nền là bao nhiêu tiền anh? Móng luôn, giờ làm móng luôn. À không, móng nền bình thường nếu mà có tiền thì xây lên hay sao ta? Thì nếu mà anh đã tính sửa móng vậy thì bây giờ mình xây đá. Mình xây đá đi, quay đi xong mai mốt mình nếu mà mình muốn xây nhà mình chỉ đổ cái đà dằng ở trên nữa thì mình xây lên thôi. Đúng rồi, anh tính làm sao đấy? Dạ, chứ mình mai mốt mình khỏi phải sửa lại cái móng nữa. À đúng rồi, anh tính đi là móng với nền. Như vậy là bao nhiêu, còn tôn thì mình mua về mình quay rồi. Mình không phải sửa móng, mình có làm nhà mình không phải sửa móng. À nhưng mà như anh này móng cần phải đổi ra 48 hay là để 46 như vậy luôn hay là sao anh? Đấy tùy anh thì mình dựa vào hiện trạng căn nhà hiện tại hay là mình muốn nó nới rộng ra thì đấy là giao thì ở bên anh thôi. Không mà anh tính em mình đang hỏi anh là 17 triệu đấy là anh làm 49 luôn hay là 46 như vậy thôi? Chắc làm 49 luôn à. Để sau này xây nhà lên thì nó cũng cứ dài, còn giờ cái phô mình nó còn dư 2 mét đằng sau kệ nó dạng. Cũng được đúng không anh? Hay sao ta? Đấy, em cũng ướm ướm vậy thôi, em cũng chưa tính, tại vì làm nó phải tính, nhưng còn bảo ướm ướm nó không có chính xác gì. À vậy là như vậy đi, vậy là giờ anh nói làm cái móng là cỡ 17 triệu đi nhỉ, cái móng lên sẵn là sau này xây nhà là xây được luôn, không phải làm móng lại. Đó là nâng lên 80 tiền đất, tiền móng rồi tiền nền đấy. Rồi bây giờ sau đó là mình sẽ mua tôn, mình quay lại cái nhà này ấy. Thì mình tháo ra ráp lại được không anh chủ nhà vậy? Anh được nhà em bây giờ ví dụ anh phải tháo ra để làm cái móng nhà cho em này. Giờ tôn cái cây gì? À giờ nếu mà tháo ra là vô mình vẫn làm cũng bình thường. À vậy chứ em. Thì mấy cái lỗ tôn mình đóng không vô đồng tay á. À thì mua keo mình chích lại vẫn bình thường thôi, vẫn xài được thôi. À như vậy là mình, như vậy là nếu mà nói vậy thì nếu cái số tiền hiện tại là cỡ 35 triệu đi phong thì có đủ làm nền mới với quay tôn mới chưa nhỉ? Chắc là được. Chắc được cái anh rằng chắc được. À cái nền mới quay tôn thì chắc được. À vậy thì em ạ, vậy thì bây giờ thì thôi anh vào đây anh cũng nói cho, tại vì lần này mới gặp chồng em đây. Thì nói để anh chị biết là tình trạng là các mạnh thường quân cũng muốn sửa cho anh cái nhà quay tôn cho anh đây. Đúng ra thì có mạnh thường quân thì cũng gửi cho anh có 2-3 triệu, có người gửi 5-7 triệu. Cũng một số mạnh thường quân gom lại thì anh biết được cái số tiền nó nhiều thì thôi, thay vì mình quay tôn đơn giản thì bây giờ anh làm móng nhà luôn. Rồi cho nó có cái nền mới cho con em nó ở đã sạch sẽ. Rồi vừa chống lụt luôn, mùa lụt nó khỏi lụt bẩn thỉu đây. Rồi sau đó là mình cái kèo cột này thì thôi mình cũng xài nó cũng tốt ấy. Thì thôi mình xài đỡ rồi thế nào khi mình tháo ra để mình làm móng nhà ấy. Rồi lúc mình ráp vào lại ấy, thì thế nào nó cũng hao hụt gì đấy ấy. Thì thôi mình chắp vá thêm tí với mình mua tôn mình quay hết nhà luôn ấy. Thì anh nghĩ 3 mấy triệu anh có đây của các ân nhân ủng hộ về giúp gia đình em ấy thì chắc cũng đủ ấy. Thì thôi vậy cứ tiến hành vậy em nhá. Vậy khi nào mà anh mà chuẩn bị xong ấy, một anh đăng clip này lên để coi có quý ân nhân đi, có mạnh thường quân nào chưa biết bây giờ biết đến thì giúp gia đình hai em đây ấy, thì nếu mà nhiều tiền hơn thì mình xây nhá, còn nếu không có vẫn có bằng đấy tiền thôi thì mình sửa làm móng với sửa nhà nhá. Vậy thì anh sẽ một tuần nữa thì anh sẽ báo lại cho vợ chồng em với nhờ anh thợ xây đen giúp đỡ nhá. Thôi anh thợ xây thì nghe nói anh cũng hay xây nhà cho cha rồi. Dạ, thôi anh cũng giúp. Dạ, đang hiện tại vẫn đang làm bên này. Đang làm ở đâu anh? Bên làm bên kia. Anh thợ xây đây, cái bác ạ, anh là Diệu quay qua cho anh. Anh đây thợ xây đấy là anh hay xây nhà tình thương cho bên phu công giáo bên kia. Nhà em chào, cho cha xứ Tà Lài. Thì thôi biết anh cũng bận lắm ấy, chẳng thợ xây thì chẳng ai rảnh đâu. Nhưng mà thế sau này có dịp gì thì thôi nhờ anh giúp đỡ nhá.
Đấy, ăn ở địa phương trong này ăn rằn biết, hay xây nhà tình thương ăn biết đây. Thế giúp đỡ gia đình ăn đây ăn nhá, cho nó tốt đẹp nhá. Vâng, cái bà này sắp xếp để em làm. Vâng, như vậy dạ. Vậy thì thôi, mình ăn có thể, nếu ăn bận thì em có thể đi làm được rồi dạ. Vậy nhá, cảm ơn anh dạ. Anh tên là gì anh dạ? Em tên Tuân. À, anh Tuân, quý bác ạ. Cảm ơn Tuân rất là nhiều nhá. Chào mẹ. Anh chị chào, anh Thạng Xây. Chào, chào, chào. Chào, vâng, dạ. Rồi. À, anh ạ, vậy thôi thì đấy, mình thì thực sự là mình thì nay mới gặp anh cho nên thôi cũng nói thêm ấy. Mà Khánh thì hắn chỉ hay đi quay phim ấy anh. Yeah. Rồi thôi thì các ân nhân thấy gia đình mình nói là em đi cũng được, hai em nó như vậy đây, hoàn cảnh như vậy thì các ân nhân cũng có lòng lắm. Có người có điều kiện nhưng mà có người cũng chẳng có điều kiện đâu mà cũng cứ chắc chiều ra để giúp, muốn giúp cho hai em trước tiên là cho quay lại cái nhà cho nó ấm cúng cái mùa rét mùa ấy này đấy, mùa mưa tới nữa đây. Thì thôi thì hôm nay anh vô nói như vậy là hai vợ chồng em đồng ý đúng không em? Dạ. Đại khái là có sửa nhà hay là xây nhà gì cũng đều được em nhá. Rồi tùy theo tấm lòng ân nhân rồi cái sự lan tỏa của cái kênh phim YouTube của anh ấy, nhiều người biết lên thì người ta ủng hộ nhiều hơn thì mình xây em nhá. Còn không thì sửa em cũng chịu đúng không? Dạ dạ dạ. À thì sửa thì nó có cái lợi là mình làm cái móng lên cho nó ngon lành rồi cái móng đấy sau này mình có tiền mình xây nhà lên vẫn được, không phải đập cái móng đấy đi. Tức là mình tận dụng được suốt đời rồi. Rồi sau đó em chịu khó em phụ vào rồi kêu thợ đó rồi phụ vào anh em rồi tháo cái nhà này ra rồi quay lại tôn làm móng xong bắt đầu lại ráp lại rồi quay lại tôn mới đây. Có thể là tôn mới thì mình làm mái này rồi làm ba mặt trước, còn cái tôn cũ này mình để xong mình làm nhà bếp hay cái gì đây. Làm sao nó gói gọn trong cỡ ba mấy triệu đấy thì được là ăn đủ tiền nhá. Dạ. À còn quý em có nói gì với các ân nhân không? Tại vì các ân nhân gửi tiền anh đang giữ đấy, để anh còn sao? Mà không có mong mà hơn gì, nhưng mà các mạnh thường quân gì đã giúp đỡ cho em thì em rất cảm ơn nhiều. Tại vì gia đình em thì có khổ cũng có khổ rồi, thì em có mong gì hơn gì giờ cho em xin cảm ơn tất cả mạnh quân vì cho gia đình em thì có trang chỗ ở, mà con cái em sau này nó đỡ khổ cho ngập lụt tới mùa mưa. Em cảm ơn rất nhiều, em mạnh quân. À vậy tốt rồi. À thì thôi em cũng hiểu vậy nhá, là các ân nhân thì có lòng với người nghèo lắm nhưng mà khả năng của mỗi người có hạn em ạ. Cũng có những ân nhân có điều kiện hơn nhưng mà chưa biết đến mình, chân của anh nó còn nhỏ nhỏ đấy. Thì thôi thì con cũng mong là cái ân nhân này cũng xem hoàn cảnh của gia đình anh chị đây rồi cũng thương anh chị rồi có điều kiện thì giúp anh chị ạ. Mặc dù là đối với thật với em là trong mặc dù nói thật với em là trong xã hội Việt Nam ấy còn nhiều chỗ nghèo khó lắm em ạ. Anh thì anh chưa xây nhà tình thương bao giờ nhưng mà lần này các ân nhân yêu cầu ấy thì thôi anh làm. Chứ còn bên cạnh đó thì quý bác ạ cũng còn nhiều người nghèo lắm, ở đâu cũng có nhiều người nghèo cũng khó khăn. Những cái khoản mà các quý ân nhân gửi cho con để đi giúp mấy người nghèo là tật con vẫn còn, nhưng mà đây là cái quỹ riêng để xây nhà giúp cho anh chị đây. Anh tên gì anh chẳng? Dạ em tên Sơn. À anh Ca Sơn. Ca Sơn. À trong này là người đồng bào nguyên là họ Ca. Ca Sơn, còn em tên gì ạ? Tên Ca Mát. À Ca Mát. À. Đấy quý bác ạ, thôi thì con cũng quay tí vậy. Còn ở đây em ạ, hôm nay thì nói thật với em là anh có nhận được một cổ ăn chay ở bên Mỹ ấy. Anh gửi cho em 100 đô mà anh đổi ra ấy thì 100 đô đấy được 2.350.000 anh gửi tiền Việt ăn luôn. Anh đấy thì anh giấu tên, anh bảo thôi thì một ăn chay ở bên Mỹ giúp gia đình em vậy nhá. Anh giấu tên là anh gửi cho em 2.350.000. Với lại một em người Gia Yên mình thôi ấy, em Thái Dương người Gia Yên ấy, em quay phim anh thấy hoàn cảnh của em thì em cũng gửi em 1.000.000. Nhưng mà nói thật với em thì hôm bữa anh cũng có dồn giúp cho vợ em mấy triệu đây. Vì anh thấy vợ chồng em cũng gạo cũng đong hàng ngày vậy ấy, cho nên hôm nay anh mua 50 ký gạo này em này. Mua 50 gạo với lại mua cho cháu vịt sữa ấy. Thì hiện nay anh còn dư lại ấy, thì vịt sữa vịt bắn thì anh còn dư lại của em là 2.150.000 nhá. Cái này anh gửi em này. Vậy là em cảm ơn một ân nhân ăn chay bên nước ngoài với lại một em trai là Thái Dương người Gia Yên vậy em nhá. Còn đây anh gửi em 2.150.000. Đây em cầm đi em nhá. À đây cái này là thôi cái anh giúp em lúc khó khăn để chi tiêu đấy nhá. Em không biết Hương nói gì hơn, cho em xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em. À dòng em thì cũng khó khăn lúc này. À tại mùa này là mùa nắng, em không biết nói gì hơn. Cây cối gì chặt trong rừng thì Kim Long cũng làm khó lắm chị. À chặt cây vua thì nó bắt nó phạt tiền triệu ra. À đó, giờ em cũng không biết làm gì hơn. À rồi nhưng mà cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em thì em xin cảm ơn tất cả mạnh thường quân. À thì mùa mưa thì em không phải chịu thôi, em không biết làm gì. À đó, vậy là vậy thôi. Giờ
À, anh hiểu rồi, nhưng mà thôi anh cũng góp ý là đấy, các em cũng lần sau hạn chế thôi, đừng có xin thêm nhiều cháu ấy em. Dạ dạ. Cháu nói chung là em xin ra này là năm bữa này là em như kiểu như là em dễ cố gắng em nhở. Cố gắng em không khá là không biết được. Thì nó là gia đình khó khăn thôi. Có đơn vị quá thì nó là vậy, nó là vậy. Thôi em cố gắng vậy em, cũng đừng xin thêm cháu ấy. Dạ dạ. Thế thôi thì cứ cứ chịu khó thì từ từ con cái nó lớn thì đỡ ấy. Dạ dạ. À đấy, hay gặp vợ em thì nhiều đấy. Cái đang lại con gái gì mà còn đấy, vườn này rồi. Dạ. Thì thôi đấy, cả gái có nói gì không? Nhà em cũng cũng thằng Vương. Em mong được có nhà chỗ ở. Đúng rồi, mẹ là mong nhất có nhà cho con, nhất là cái nền quý bác ạ. Thực sự cái nền này, cái nền thì nó bẩn thì nó sẽ sinh ra ruồi bọ rồi gà bé nó vô lắm. Nhưng đi đầu tiên ăn quầy đây gà nó vô nhà ghê lắm. Ngày nào hẹn với có chị ở nhà chứ không cũng đi vào rừng hái mấy cái đọt mây được 20 ngàn. Quý bác ạ. Rồi cái nhà thì nó nền nó bẩn, cái gà khóe nó phá lắm, thì con nít nhỏ còn nhỏ quá này. Rồi chưa kể nói về nó không gió quá, thấy bảo là nhà ngàn sao gì đấy, nhìn tối ngủ vẫn ngắm sao ngắm sao ngắm trăng, gió thì nó lùa rồi cũng phức khổ lắm. Cho nên là thôi thì mong quý bác thương, Khánh thì cũng không phải chuyên xây đâu, nhưng mà Khánh nhờ được anh ta xây đấy, cũng báo giá để quý bác biết như vậy, để mong quý bác thương gia đình em, để có điều kiện thì giúp cho gia đình em có điều kiện có cây nhà để cho các em lo cho tương lai cho con cái nó tốt đẹp. Rồi thôi vậy đi em già. Rồi anh đi đồng vòng ăn ngon tí nhá. Rồi em làm nhá. Rồi rồi. Vậy đi. Ra đây luôn. Ra đây con. Đây vé này thôi, vé này vé kia hàng xóm nữa học. Vô đây bác coi, Phong còn bắn gì cho bé không, chắc hết rồi. Vé hàng xóm thì không có rồi. Dì ơi coi chừng ngược sáng nó xấu em nhá. Đây con đứng vào đây. Còn nhiều lắm anh. Nhiều lắm à? Ừ, cho bé này cái em này. Đây, cho đi. Đâu còn bé nữa đâu ta? Con đứng đây. Ê, con đứng đây. Đi bác bé. Bác bé. Tên. Rồi, giờ em lấy hết chưa? Không lấy mấy chụp em ạ, lấy hết chăn nhá. Con đứa nào chạy đâu không? Đủ 5 đứa chưa? Đứng. Trai vào đây con, trai vào đây. Để mà. Trai vào đây. À đây con. Này con vào đây. Rồi dậu ghi hình hết một cái là được các bạn. Bác ơi không quen thấy con nít trời. Đâu con hôm nay ăn gì ngon hả? Con gái hôm nay có đi học buổi chiều không? Buổi chiều dạ con được nghỉ luôn vậy đấy. Hai đứa đang đi học. Con kia là con hàng xóm đúng không con nhỉ? Đang mò bắn đấy là hàng xóm đúng không? Con ở đây luôn. Ô con em luôn à? Nhìn cháu là lạ nhỉ. Hàng xóm ra ngoài rồi. Đây. Hay quá này. Đây, gia đình ăn đây. Em ngồi chơi tự nhiên đi. Đây cái bác đấy, nhà cửa chưa có gì đâu. Hy vọng là mày biết ăn gì. Hôm nay thì có chồng về nhà ăn. Hôm nay mọi khi em có về ăn cơm không hay là ngày nào em cũng về? Rồi nhiều khi em đi làm nó là nhiều bữa làm. Anh không thấy. Cơm ăn. Đấy. Vâng rồi. Còn đây bà con đến chơi. Chị đây cũng hút thuốc luôn á. Trời ơi ghê hả? Cái gì gái? Gì chị? Nhà kia cơ. Là nhà của ai? Nhà đứa tao nhỏ. Tại vì chồng nó thì làm cây thì khe làm rồi. Em luôn á, chồng em á? Không, chồng cô, nhưng mà em nhà em cũng kê, nhà em cũng khổ. Vậy á? Để tí anh coi. Em cũng có cái đức nhà người ta. Thì anh cứ biết vậy cái coi nhá. Tại anh cũng lo nhà anh chị đây cũng chưa được cơ mà, cũng không phải là dễ. Để anh coi. Bé ơi, chào chú đi. Đấy cái bác này, cửa sổ tự nhiên. mát không? đây sát mặt đến đây, con nó sát mặt đến đây. Đâu thằng nào đây? Trời tự nhiên cái bác ạ. Chị bác ạ, đây là chỉ là một hoàn cảnh trong những nơi mà Khánh đến thôi. Bởi vì với thật với các bác thì còn nhiều nơi khó khăn lắm. Có thể cái nhà đỡ hơn tí nhưng mà cũng nhiều khó khăn. Này camera của Khánh là Xuân Diệu. Một người em hay làm tiệm với Khánh này. Bình thường tiệm Khánh 6-7 em mà hôm nay Covid tan đàn trẻ nghe hết rồi. Đâu Xuân Diệu chào bác cái coi. Bỏ khẩu trang không? Xuân Diệu đẹp trai lắm các bác ạ. Bố mẹ đi Mỹ hết rồi. Cả gia đình bên Mỹ hết rồi. Đó. (cười)
Ăn hết bắn luôn rồi á? Phải hết bắn luôn rồi ông ta. Đấy, kia bác ạ, lại có một số người cũng đến xin cái gì đó. Rồi, vậy nha. Thôi, Khánh có thể nói là chào quý bác Khánh Di rồi. Lúc khác mình lại sẽ quay lại. Thank you.